Vâng, em Việt xin gửi lời chào đến toàn thể quý chị khách hàng. Ngày hôm nay thì em Việt sẽ có một cái sản phẩm có thể nói là dành riêng cho quý chị khách hàng đam mê muốn tìm mua cho mình một mẫu xe với kiểu dáng thiết kế hầm hố thể thao. Nhưng thay vì bỏ ra tiền tỷ thì ngày hôm nay các bác lại chỉ cần bỏ ra cho em với một cái số tiền chưa bằng một con Vios G mới đâu, là các bác đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe rất đẳng cấp đến từ thương hiệu BMW của Đức. À, đây là một chiếc 520i các anh chị nhá. Nhưng chiếc xe này thì đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên cho nó ít nhất là 200 triệu tiền đồ để biến nó thành một chiếc M5 2020. Phải nói là một chiếc xe mà thực sự là chúng ta chỉ nhìn thôi là đã cảm thấy là muốn ngồi lên cầm lái và trải nghiệm rồi, đúng không ạ? Vậy thì với một cái số tiền nó còn rẻ như vậy, nhưng chiếc xe này em Việt vẫn cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước, máy số zin, bao trích test cho các anh chúng ta yên tâm hoàn toàn để các anh chúng ta mua cái xe này cảm thấy là ok nhá. Và con này thì em cũng vừa mới đăng kiểm xong. À, đương nhiên thì quả biển VIP này thì chắc chắn là phải trả lại cho chủ nhân cũ rồi. À, nhưng mà đây, chúng ta hãy cùng dành một ít phút để có thể là đánh giá với tâm tiền chưa đến 600 triệu để chúng ta sở hữu cho mình chiếc xe đẳng cấp mà khi mới chỉ riêng tiền xe thôi chúng ta cũng đã phải bỏ ra con số lên tới gần 3 tỷ, chưa kể là chủ nhân cũ đã nâng cấp lên cho em nó thêm 200 triệu nữa rồi. Thì đầu tiên thì các bác có thể nhìn giúp em cái phần đuôi phía sau của xe này. Thì thực sự là chủ nhân cũ đã rất chăm chút khi mà nâng cấp lên cho em nó với hệ thống đèn pha của đời 2020 nhá. Và nó là đèn full LED. Đấy, thiết kế dạng dấu hỏi. Và các bác khi mà đi vào trời tối thì cái hệ thống đèn pha, đèn LED này ấy, nó sáng lên rất là rực rỡ. Và xe đẹp nguyên zin các bạn, các bác nhìn em những đường mép này. Đấy, nó phải thẳng và đều tăm tắp. Phía sau thì chúng ta vẫn có cảm biến cảnh báo va chạm. Lắp series thì nó là một cái mẫu sedan hạng sang cỡ trung nhá. Nó sẽ tương tự như là tương đương bằng đối thủ của những chiếc Mercedes, đúng không ạ? Hay là những chiếc Audi A6. À, nhưng các anh chị có thể nhìn cho em này. Ở phía dưới này thì chủ nhân cũ còn lên chúng ta với một cái líp cản thể thao và 4 xả. Các bác nhìn thấy hầm hố như siêu xe luôn, đúng không ạ? Và đây, em quay gần này, các anh chị nhìn cho em này các chi tiết đèn của nó này. Đấy, vô cùng tinh tế và bắt mắt nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, trên này chúng ta có một cái đuôi gió nữa này. Đó, rất đẹp mắt. Và thử mở cho các anh chị ta cái khoang cốp ra luôn này. Đây, các bác có thể nhìn cho em cái cốp sau của xe này. Đấy, thì các anh chị có thể thấy là chiếc xe nó vẫn mang lại cho các bác chúng ta với một cái không gian cốp sau vô cùng rộng để các anh chị chúng ta có thể là mang theo đồ đạc, vali, hành lý trong những chuyến đi của mình nhá. Và độ zin các bác nhìn cho em này, keo zin của nhà máy này. Đấy, nó phải như thế này. Đấy, con này thì chủ giữ đầy đủ sách hướng dẫn rồi, là các chi tiết các bác nhìn cho em nó còn mới tinh 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 đây. Đây ạ, được chưa ạ? Đó, các bác thấy là đương nhiên rồi, một chiếc xe tiền tỷ như này thì các anh chị thấy là chủ xe giữ nó rất là cẩn thận. Các chi tiết nỉ các bác nhìn này, rất là sạch đẹp theo thời gian nhá. À, quá ok luôn, đúng không ạ? Trên này chúng ta sẽ có một cái hộp cứu thương và một cái thanh phản quang để trong trường hợp mà chúng ta gặp sự cố thì các bác có thể là lấy ra để cảnh báo cho người đi đường. Thực sự là nhìn cái ngoại hình phía sau thôi là chúng ta đã cảm thấy yêu ngay rồi, đúng không ạ? Vậy thì mời các bác chúng ta tiếp tục khám phá nó nhé. Thì các anh chị có thể thấy là chủ nhân cũng lên chúng ta với một cái bộ la răng. Đây, quay gần để các anh chị nhìn cho em này. Đấy, các bác thấy kém gì siêu xe không? Lên tới 19 inch. Và lốp thì là lốp thể thao nhá, lốp mid thể thao, còn rất là mới. 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Ngoài ra thì các anh chị thì thấy là trên tay nắm cửa chúng ta có các chi tiết chrome này. Và toàn bộ viền cửa kính thì đây, em quay rộng ra để cho các bác có thể ngắm chọn chiếc xe này. Đấy, thì chiếc 5 series này nó vẫn mang đến chúng ta với một cái không gian nội thất, ngoại thất dài, rộng trường xe và rộng rãi ở bên trong, đúng không ạ? Để chúng ta có thể đi thoải mái 5 người, đúng không ạ? Đây có thể nói là nếu như những chiếc Mercedes thì nhìn nó hơi già dặn, thì với những người yêu thích một cái form dáng ngoại hình thể thao và bắt mắt thì những chiếc BMW có thể nói là nó mang lại chúng ta cái ngoại hình thể thao hơn. Nhất là khi chiếc xe này các bác có thể thấy là chủ nhân cũ đã nâng cấp toàn diện ngoại hình của nó với kiểu dáng thiết kế vô cùng ấn tượng, đúng không ạ? Và đặc biệt một cái mà những cái thương hiệu khác không mang đến cho các chị chúng ta đó chính là cái cảm giác lái. Thì thực sự là trên những chiếc 5 series và đặc biệt là khối động cơ 2.0 twin turbo tăng áp của BMW thì nó dành cho những người thích tự tay cầm lái và trải nghiệm những chiếc ô tô. Thì chúng ta sẽ thấy là những người kể cả khó tính nhất mà khi chúng ta cầm lái chiếc xe này các bác sẽ thấy là cực phê luôn. Cực phê luôn các chị nhá. Và tiếp tục thì các chúng ta có thể nhìn cho em này, đó chính là cái phần đầu xe. Thì đây, các bác hãy nhìn cho em. Đây ạ. Vâng. Nó có thể thao, nó có bắt mắt không ạ? Vâng, quá chất lượng luôn. À, các anh chị có thể nhìn với em nhé. Hệ thống đèn pha này thì nó đến từ
những chiếc BMW 5 Series 2020 rồi. Đấy, các bác nhìn cho em này, với giải đèn LED này, đèn LED xi nhan, đèn LED định vị ban ngày. Và bên trong thì chúng ta có hai bóng đèn bi LED siêu sáng nhá. Xe vẫn được trang bị rửa đèn pha. Đấy, nhưng các bác có thể thấy là clip cản thể thao phía đằng trước đây ạ. Nó có chất không ạ? Quá ok luôn nhá, các anh chị có thể ngắm trọn cho em phần đầu xe này. Đấy, không có từ gì để chê luôn. Thiết kế thực sự là khiến người khác phải cảm giác trầm trồ luôn các bạn. Và các anh chị thấy là ngày hôm nay chúng ta bỏ ra cho em chưa đến 600 triệu đồng đâu. Đây các bác nhìn xem phần đầu xe này. Đó, chất không? Quá yêu luôn nhá. Đấy. À, bác nào mà đã yêu mến thương hiệu BMW thì các anh chúng ta sẽ biết những chiếc M Sport đúng không ạ? Đấy, và đây toàn bộ ốp gương này cũng được ốp phần carbon nhá. Nó sẽ có một cái chi tiết hơi vẩy ra như này. Đó, đó là đặc trưng của những chiếc M Sport đúng không ạ? Đương nhiên một chiếc M Sport thì nó sẽ có giá lên tới 5-6 tỷ đúng không ạ? Còn con này thì các bác bỏ ra dưới 600. Vâng, dưới 600 triệu chị nhá. Ngoại thất của xe thực sự rất hoàn hảo đúng không ạ? Không từ gì để chê. Vậy thì bây giờ để giúp các chị chúng ta có thể đánh giá được chi tiết của xe hơn thì em Việt sẽ quay các bác cái khoang nội thất bên trong nhá. Xem tình trạng nó ra sao đúng không ạ? Vâng, đẳng cấp. Đó là những gì mà chúng ta có thể thấy là nội thất bên trong của chiếc BMW này mang lại cho các anh chị nhá. Nhưng điểm đặc biệt đầu tiên mà chúng ta có thể nhận thấy đó chính là chiếc vô lăng này. Thì đây đương nhiên là không phải là cái vô lăng nguyên bản của xe. Đấy, mà chiếc xe này đã được chủ nhân cũ cũng đã nâng cấp lên cho em nó với vô lăng của phiên bản M Sport. Và riêng cái vô lăng này nếu các anh chị ta mua ở ngoài thì các bác thấy là mất khoảng 40 triệu. Được chưa ạ? Ngoài ra chúng ta thấy là phía sau cũng đã có lễ chuyển số tay thể thao này. Đấy, vô lăng chỉnh điện đương nhiên rồi. Những chiếc BMW 5 Series thì nó là một trong những cái mẫu xe gần như đầu bảng của thương hiệu này đúng không ạ? Chỉ thua mỗi B7 thôi. Đấy, nên là nó có sẽ có những tính năng, những công nghệ option vượt trội. Toàn bộ trên này thì các bác thấy nó cũng là những vật liệu cao cấp nhá. Viền cửa gió điều hòa kim nhôm này, hệ thống chỉnh đèn này, những cái phím bấm này của nó này. Đấy, các bác thấy đẹp chưa? Các chiếc nhựa bọc piano. Xe này của em thì đây các bác nhìn này, nó mới lăn bánh được có 12 vạn chuẩn nhá. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Ở đây anh chúng ta có thể thấy là một cái màn hình zin theo xe này và nó có cả cam lùi rất rõ nét luôn, full HD. Được chưa? Đấy, xe này trang bị chìa khóa Denso start stop, chìa khóa thông minh. Các chi tiết cửa gió điều hòa các bác nhìn này. Đấy, ngoài ra thì dưới này chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa hai vùng cho hàng ghế trước nhá. Và như các bác nhìn cho em là toàn bộ cái chi tiết ở đây. Đấy, kể cả khu vực cần số đây. Thì chủ nhân cũng đã lên bác chúng ta là full vân carbon rồi. Đấy, cần số của xe BMW nó là dạng điện tử như này nhá. Đấy, núm xoay này, các chi tiết các bác thấy nó còn mới chưa? Chế độ lái Sport Comfort được chưa? Phanh tay điện tử và auto hold, tự động ngắt máy khi mà chúng ta dừng đỗ trên 3 giây. Ngoài ra thì đây là gương chậu chống chói này. Các bác nhìn cho em chi tiết của nó là đèn trần này. Nhưng các anh chị nhìn em cái nỉ trần nó mới chưa? Không một vết bám bẩn. Nhưng mà cả cái nội thất ghế da zin như bản thân xe các bác nhìn này, nó mới tinh 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 luôn nhá. Ghế còn chưa có vết nhăn luôn các bạn. Các anh chị nhìn cho em. Xe sẽ được trang bị chúng ta với hai ghế trước đều chỉnh điện nhá. Vâng, hai ghế trước chỉnh điện các bác nhìn này. Đó, ghế chỉnh điện này, có cả túi khí bên hông. Và da ghế các bác nhìn cho em, cao cấp đúng không ạ? Đúng là đẳng cấp đúng không ạ? Nó là mãi mãi rồi. Đây. Các anh chị nhìn cho em từ cái móc khóa này, tất cả tem mác này, từ nóc này. Nguyên zin nguyên bản, toàn tập cho anh chị nhá. Trên khu bản tắp pin cửa thì các anh chị có thể thấy đây ạ, rất đẹp và rất là cao cấp. Và trên này chúng ta có chi tiết nhựa này, nhựa bóng piano nhá, may da này, may chỉ tại điểm nhấn này. Đây ạ, các bác nhìn về em này, quá đẹp luôn. Ghế lái chỉnh điện như hai vị trí ghế đầy đủ hết. Đó, các chi tiết bản lề ở đây. Đấy, cam kết là xe nguyên zin nguyên bản, không đâm đụng, không va chạm anh chị nhá. Ngoài ra thì chủ nhân cũng lên chúng ta với hệ thống âm thanh Harman Kardon ở trên cái cạnh cửa này. Cái này thì có lẽ là các anh chị chúng ta phải xuống trực tiếp trải nghiệm, vì nếu mà em bật nhạc để cho các bác chúng ta nghe thì nó lại không vi phạm bản quyền. Đấy, nên là bác nào muốn trải nghiệm thì các anh chị chúng ta có thể là xuống xem xe nhá. Vâng, các bác xuống xem xe trực tiếp cho em. Đó, máy đang nổ nhưng mà cực kỳ êm luôn. Và tiếp tục chúng ta có thể đi về hàng ghế thứ hai thì các bác thấy độ mới của xe này. Đấy, con này mang đến chúng ta không gian nội thất rất là rộng rãi đúng không ạ? Ngang với cả mẹ ke cơ mà. Nhưng các anh chị nhìn em cái ghế da của nó này. Đây, căng đét như mới tinh luôn này, từ cái tựa đầu này. Đấy, phía sau này chúng ta cũng có loa âm thanh hết nhá. Chân của nó này. Đấy, các anh chị nhìn em kìa, cái đèn chân của nó. Ghế này không một tì vết luôn. Không một tì vết luôn các bạn. Đấy, phía sau chúng ta cũng có cửa gió điều hòa nhá. Và cây để đồ. Đấy, các chi tiết bản lề cửa đây, các anh chị nhìn em bộ zin của nó này. Nói chung là chiếc xe này thì không chê được các bạn, không chê được nhá. Đấy, và tội gì đúng không ạ? Và ngày xưa thì nó quá đắt thì chúng ta không có tiền để mà mua. Còn bây giờ thì nó rẻ như thế này rồi thì không mua thì các bác lại tiếc đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn này. Đấy, các anh chị nhìn cho em. Nó còn đẹp, nó còn chất như này. Máy em đang để nổ từ nãy giờ đấy, nhưng mà các bác phải thấy là tiếng máy nổ thì nó quá êm luôn.
Và một cái điểm các bác thấy là những chiếc 5 series ở đời này thì nó là xe nhập nguyên con nhé, chứ không phải là xe lắp ráp như đời mới bây giờ đâu. Nên là các bác có thể đừng mang những cái mẫu xe đời mới bây giờ ra so sánh, vì đương nhiên là xe nhập và xe lắp ráp, chất lượng xe nó khác biệt nhau hoàn toàn. Đấy, các anh chị nhìn cho em này. Đấy, con này là nhập Đức nhá, được chưa ạ? Nguyên zin nguyên bản, các bác nhìn cho em. Này, nó mới chưa? Đấy, ghế phụm chỉnh điện luôn, ghế da căng đét đèn đẹp. Vậy thì đó là cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc BMW nhá. Và bây giờ em quay các bác cái khoang động cơ. Vâng, và thì đây ạ, xin mời các anh chị chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới cái khoang động cơ. Con này nó được trang bị máy mới rồi, máy twin turbo, nghĩa là turbo tăng áp kép của BMW. Và em đang để nổ máy nhưng các bác thấy là máy nổ nó êm tin thít này. Và tất cả các chị nhìn cho em, từng ốc còn nguyên zin bản, không một vết vặn, được chưa ạ? Đấy, các bác nhìn cho em này. Đấy, bác nhìn cho em thanh răng của nó rất chắc chắn, cứng cáp. Điều này giúp bảo vệ cho chúng ta an toàn hơn. Và từng ốc camo các bác nhìn này, không vết vặn nhá, ủ tẩm sóc của nó này. Đấy, như này các chị đã cảm thấy yên tâm chất lượng xe chưa? Đấy, tất cả từng cái mã số, mã vạch nguyên zin nguyên bản hết cho các chị từ A đến Z nhá. Nói chung là cái này thì các anh chị thấy là mua về là chỉ việc đi thôi, đúng không ạ? Đó. Đó là chất lượng chi tiết của chiếc BMW này. Và các bác tin được không? Mức giá mà em Việt đang chào bán dành cho em nó, một chiếc xe 5 series 520 2012, full đồ chơi hơn 200 triệu mà chỉ có giá 595 triệu. Vậy thì quý anh chị làm Tayo mến quan tâm tới em nó thì xin mời liên hệ trực tiếp cho em Việt nhé, theo số hotline là 0947 598 859, hoặc ghé qua địa chỉ showroom bên em để cầm lái và trải nghiệm chiếc xe này, được chưa? Vậy thì một lần nữa rất là cảm ơn quý anh chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian ủng hộ cho buổi báo giá ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ, và hãy ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm đẳng cấp mà sẽ có tại showroom của em Việt, được không ạ?